Lâm Quỳnh Thành Định xin kính chào toàn thể bà con ạ. Vâng, địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0973 164 668 nha. Và số điện thoại này có Zalo, các bác có thể kết bạn Zalo đến số điện thoại đó. Và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7, Vâng, em lên lô máy 11 con nhá. Và lô máy là mua lô chữ S các bác nhá. Các bác lưu ý các bác chốt con nào. Ví dụ chốt con S11 này chẳng hạn thì các bác nhắn tin hoặc là kết bạn Zalo đến số điện thoại 0973 164 cho tôi chốt con S11 ngày mùng 2 tháng 7 nhá. Tại vì các bác phải nói vậy thì em mới biết được hôm lô đó là con nào còn hay không nhá. Và hình thức bên em mua bán thì trước khi em gửi hàng cọc trước 50.000 ạ. Và ghi địa chỉ số điện thoại người nhận. Em sẽ nhờ đơn vị Viettel Post ship đến tận nhà. Trước khi nhận và giao số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nhá. Và trên video này em cũng nói là các bác có 50.000 tiền cọc thôi. Các bác thực sự thông cảm cho em cọc trước 50.000 nhá. Tại vì hình thức đó chỉ là mục đích cho khách hàng có trách nhiệm với mặt hàng em đã giao thôi. Đó, nên là các bác thông cảm cọc trước 50.000 ạ. Và phụ kiện thì kèm theo thì gồm có dao vuông, bát phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác và cái tay. Và có dao tròn thì các bác nào thích dao tròn thì các bác có thể đổi dao tròn đến dao vuông hoặc đổi dao tròn đến bát phát cước ạ. Và hôm nay nô máy thì hôm nay 11 con thì hôm nay em đăng thì toàn hàng hệ, nói chung hàng cao tiền ạ. Và công suất cỡ trung bình, cỡ khá ạ. Hôm nay không có hàng nhỏ quá mà cũng không có hàng lớn quá, công suất cỡ trung bình từ 22-23cc cho tới 27cc các bác nhá. Và những cái con mà 1 triệu 1, triệu 2, triệu 3 như thường xuyên em đăng ấy là hôm nay không có. Các bác có thể chờ video ngày mai em sẽ đăng mặt hàng đó nhá. Và hôm nay toàn hàng từ 1 triệu 7, triệu 6 trở lên thôi ạ. 1 triệu 600 nghìn trở lên nhá. Vâng, con số 1 Maru 26. Con số 2 Mitsubishi TL 23. 231. Con số 3 Mitsubishi TL 26. Con số 4 Maru Jangma 23. Số 5 Mitsubishi TL 261. Số 6 Mitsubishi TBE 27. Số 7 Mitsubishi TL 23. Số 8 Mitsubishi Robin 25. Số 9, số 8 ạ, Mitsubishi TL 26. Số 10. Số 11 là hai con 4 thì trước tiên review một con máy thì em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt. Vâng, cách sử dụng của nó đây ạ. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng, các bác bơm xăng này. Bơm xăng, đóng đen lên ạ, từ bơm xăng đóng nè anh ạ. Rồi giật nổ ạ. Vâng, nổ xong rồi các bác thả le xuống, giật nổ. Vâng, đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì các bác bơm xăng đóng nè vậy nhá. Còn lúc nó nổ rồi các bác cần nửa vòng tua nó cũng nổ rồi, nhẹ nó nổ rồi. Đó, các bác thấy này, nửa vòng tua nó cũng nổ rồi. Rất nhẹ nổ nhá. Vâng, con số 1 là con 26cc MB đến từ thương hiệu Marujangma các bác nhá. Marujangma 26cc lòng 34 ly, sử dụng chế Guamoro, chế 2 kim. Đó, cái dòng này lốc máy đều dập made Japan hết các bác nhá. Đó. Sườn lốc máy đây. Cực sáng luôn nhá. Con này tương đối mới, tum rơi, các bác có thể gắn máy xịt thuốc. Đó, các bác thêm tí tiền nữa thì các bác sử dụng những dòng này thì nó đảm bảo hơn ạ. Rất ok, chụp chụp đầu bò ngược nhá. Chống quấn cỏ. Vâng, rất ok. Cực mới luôn các bác nhá. Vâng, con số S1 các bác chốt con này thì các bác gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho tôi chốt con S1 ngày mùng 2 tháng 7 các bác nhá. Vâng. Con này giá 2 triệu 100 ngàn đồng ạ. Giá này đã bao ship và phụ kiện kèm theo nha các bác. Vâng, tiếp tới là con số S2. Các bác có thể mua những cái thương hiệu 23cc. Và con này đặc biệt hơn nữa là nó có trục giật trợ lực này. Những cái con TL231 này gần như đa phần toàn là trợ lực tiếp nhá.
chế le tai đỏ, chế hai kim, chế guamoro, tất cả đều đi nguyên bản hết ạ. Lốc máy có dập mây Japan. Tum liền, con này tum liền nhá. Tay ga giữ. Vâng, đầu bò rin. Và thương hiệu này em sẽ bán giá là 1 triệu 850 ngàn đồng nhá. Giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo ạ. Trục giật trợ lực cực kỳ dị trò đó. Rất ok. Đường nối mới. Đó, dòng này lúc có nổ rồi các bác giật nhẹ đã nổ ạ. Cực dễ nổ này. Đó, một tua nó cũng nổ ạ. Rất dễ nổ các bác nhá. Và con số S2 giá 1 triệu 850 ngàn đồng nha các bác. Vâng, tiếp tới là con số S3. Các bác thích một con công suất nhỉnh hơn một tí đến từ thương hiệu Mitsubishi thì các bác chơi con TL26 lòng 33 ly 26cc. Tum rời nhá. Vâng, tay ga giữ. Tất cả đều rin cho các bác hết ạ. Cái dòng này thì toàn chế hai kim hết các bác nhá, chế hai kim. Lốc máy dập mây Japan. Rồi, rất ok. Con này không trợ lực các bác nhá. TL26 nó không có trợ lực đâu. Chỉ có 261 những cái thằng mà ví dụ 23 là không có trợ lực này, 231 có trợ lực này. Hoặc là 26 không trợ lực và 261 thì có trợ lực. 261 thì có con không. Vâng, thương hiệu này em sẽ bán giá 2 triệu 300 ngàn đồng nhá. Giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo ạ. Con này hơi rất chắc các bác nhá. Các bác nghe tiếng hơi này. Đó. Một vòng tua cũng nổ luôn. Rất dậy nổ. Vâng, 2 triệu 300 ngàn đồng cho con số S3 đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26 các bác nhá. Vâng, các bác thích nhẹ nhàng tiền hơn thì các bác chơi Maru. Maru thì hầu như con nào cũng đẹp hết các bác ạ. 23cc. Và con này xịn xò hơn là đời MB nhá. Đời MB 23cc. Đó, chế có dập Made in Japan này. Lốc máy gần như này chưa mới tinh, gần như chưa sử dụng. Con này đặc biệt hơn nữa là chế hai kim nhá. Hai kim chế Guamoro. Tum liền. Tay ga giữ công tắc ở trên tay. Rồi tất cả đều rin hết nhá. À, chắn đá vỡ tí thay chắn đá khác. Vâng, cực mới luôn ạ. 1 triệu 600 ngàn đồng cho thương hiệu Maruzama đời MB23cc lòng 32 ly, chế 2 kim. Vâng, con này thì đến lúc có nổ rồi ấy, các bác chỉ nhất một nửa vòng tua nó cũng nổ. Con này có trợ lực các bác nhá, trợ lực bằng bằng cót, nhưng mà cót này trợ lực là trợ lực đẩy chứ không phải kéo ra rồi họ nó rút vào nhá, nó đẩy lên cho mình giật giảm cái độ cái cho nó nhẹ đi ạ. Vâng, con số S4 1 triệu 600 ngàn đồng cho thương hiệu Maruzama 23cc, trục giật trợ lực chế 2 kim. Vâng, tiếp tới là con số S5 ạ. S5 đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26 ạ. Chế 2 kim, dòng này thì ngày nào cũng có rồi. Lốc máy Made in Japan 261. Tum rời, tum nhôm. Tay ga giữ công tắc luôn trên tay. Vâng, đầu bò rin. Vâng, những cái dòng này thì đều có dập mã số seri này. Lốc máy đều dập Made Japan này. Đó, rất ok. Cái dòng này thì đồ thay tháo cực dễ. Nó là thuộc hệ những con nắm đồ nhất nhá. Đồ thay thế nhiều nhất. Đó, rất ok. Bình xăng đã thay nhá. Bình xăng mới. Vâng, cái đời những cái đời TL này là đời cao cấp nhất của Mitsubishi nhá, và nó cũng là đời đắt tiền nhất của Mitsubishi. TL thì cái dòng Mitsubishi thì nó cũng có nhiều thương hiệu lắm ạ. Có nhiều, ví dụ thương hiệu TB, đời T, đời TL, đời T, rồi TB, TLE, TBE. Đó, nó rất nhiều đời nhá, và đời TL này là đời đắt nhất. Ý là đắt tiền nhất đấy ạ.
Vâng, con số S5 giá 2.400.000 đồng. Giá này đã bao ship và phụ kiện kèm theo cho con Mitsubishi TL261 các bác nhá. Tiếp tới là con số S6 và S7. Hai con này là phiên bản đặc biệt các bác nhá. Hai con phiên bản đặc biệt. Đó. Cái phiên bản đặc biệt là sao ạ? Là ở bên Nhật ấy, những cái phiên bản này này là người ta có một cái công ty nào đó, ví dụ công ty môi trường nào đó, người ta đặt bên Mitsubishi tầm khoảng 1.000, 2.000 cái chẳng hạn. Và cái phiên bản này nằm riêng cho cái công ty đó. Đó, chứ không bán ở ngoài thị trường, nên là có những cái dòng máy này. Và tất cả những cái con nào mà phiên bản đặc biệt ấy, em đảm bảo với các bác đều phát ít hết nhá. Tại vì về hầu như có những phiên bản đặc biệt về Việt Nam toàn những con nhìn nó còn mới lắm ạ. Ví dụ như con Mitsubishi TTBE này. À xin lỗi ạ, con Mitsubishi TB nhá. Nó là một con Mitsubishi TB. Đó, nó có chữ Kubota này. Đó, ví dụ là Kubota này, con này là Kubota đặt hàng của Mitsubishi nhá. Nó là một con TB 26-27cc. Đó, tay ga giữ. Vâng, đầu bò ngược chống cuốn cỏ. Cần chữ Kubota đấy bác này. Tum rời, à tum niên, tum nhôm. Đó, các bác có thể có mã số series của nó này. Đó, TB26, nhưng mà con này 27cc nhá. Nó là TB26 nhưng mà nó 27cc. Đó, nóc máy đều dập máy Japan hết. Nóc máy dập máy Japan. Nóc sáng tưng luôn ạ. Và phiên bản đặc biệt này là thường thường nó lại có cái le tự động này. Đó, chế hai kim, chế Gomoro. Đó, trục giật trợ lực bằng lò xo. Đó, những cái dòng thương hiệu này thì về Việt Nam cũng không có nhiều. Những phiên bản đặc biệt này lâu lâu vài trăm con mới có một vài con thôi ạ, không có nhiều đâu ạ. Và con nào cũng còn mới như con này nhá. Và tất nhiên là những con mới mà còn ngon như vậy em sẽ bán giá 2.250.000 đồng nhá. Đó, bình thường những con này em bán tầm 2.1 triệu, 2.150.000. Nhưng mà con này nó còn quá mới, quá xuất sắc nhỉ, mới 90% được cho các bác luôn. Đó, cực mới, cực nhạy nổ luôn ạ. Rồi nổ đi em. Rồi, một vòng tua cũng nổ, cực nhạy nổ nhá. Rồi ok. Đó, những cái thương phiên bản này như em đã nói trên đấy là rất còn hầu như con nào về nó còn mới. S6 ạ. Con số S6 các bác nhá. Các bác chốt con này thì con số S6 giá 2.250.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TB26 nhá. Hôm nay quay cái điện thoại cứ thỉnh thoảng mất hình. Các bác thông cảm ạ. Và tiếp tới là con số S7. Cũng là một phiên bản đặc biệt. Hầu như Mitsubishi các bác nhìn cái màu này gần như là từ trước giờ em hình như có 3 con. 3 con thợ nâu nâu có cái màu xám xám này. Và con này là còn một con Mitsubishi TL23 nhá. 23cc lòng 31 ly. Sử dụng chế một kim. Gomoro le tay đỏ. Đó. Các bác có thể nhìn rõ nét những con này cần cực mới, cũng phiên bản đặc biệt nhá. Đó, TL23. Tum rời tum nhôm. Tay ga giữ. Bằng tất cả đều rin nguyên hết cho các bác. Cần mác Mitsubishi. Bằng cũng còn cực mới luôn ạ. Lốc máy có dập máy Japan nhá. Những cái dòng này lốc máy đều dập máy Japan hết. Nó khác phiên bản đặc biệt này, nó khác là cái chế này chế một kim. Và con này còn mới đến trên 90%. Và em sẽ bán giá là 1.950.000 đồng nhá. Đó, cực mới luôn ạ. Đây, quay kỹ cho các bác coi. Các bác mua những cái con S6 hoặc là S7 này, các bác như mua con máy Nhật mới vậy. Em khẳng định với các bác vậy. Trục giật trợ lực nhá. 23 mà có trục giật trợ lực này, thường là 23 là không có đâu ạ. Chỉ có 231 mới có thôi. Nhưng mà con này 23 đời phiên bản đặc biệt nó lại có trục giật trợ lực. Đó, rồi nào đi. Nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Đó, cực nhạy nổ nhá. Vâng, con số S7 giá 1.950.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL23 phiên bản đặc biệt. Và tiếp tới là con số S8 ạ. Đến từ thương hiệu Robin 25cc lòng 34 ly. Các bác thích nhẹ nhàng này, có một công suất cỡ trung bình khá thì các bác mua những cái thương hiệu này nhá. Tum rời, có thể gắn bắn xịt thuốc. Tum nhôm nhá, cực kỳ sáng luôn. Tay ga giữ. Đầu bò rin.
Vâng, những cái thương hiệu này thì nhẹ nhàng nhá. Đặc biệt hơn con này là trục giật trợ lực bằng cót. Đó, kéo lên giật là nổ ạ. Giật dễ nổ, nhẹ nhàng. Ăn ít xăng. Đó, từ từ tắt đi em. Tắt như vậy các bác lại bỏ máy nó làm sao? Rồi. Cứ một tay nổ, một tay tắt thì khách hàng lại bỏ là máy nó làm sao nó tắt vậy. Đó, những cái con này các bác ạ, em giật này như kiểu giật hai ngón tay nhấc thì nó nổ. Đó. Hai ngón tay nhấc thì nó nổ ạ. Cực dễ nổ những cái thương hiệu như vậy nhá. Vâng, con số S8 giá 1.800.000 đồng cho thương hiệu Robin. Nòng 34 ly ạ, 25cc ạ. Vâng, tiếp tục với là con số S9. Con này đến từ cái thương hiệu Mitsubishi TL26. Vâng, rất ok. Tum rời, tum nhôm, cực kỳ chắc chắn rồi. Tay ga giữ. Vâng, tất cả đều nguyên rin riết ạ, đầu bò rin. Vâng, thương hiệu này em sẽ bán giá 2.300.000 đồng. Giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo. Đó, các bác thích những con TL26 này. TL26, 261 nhà em rất nhiều. Chế 2 kim, chế qua Maro. Cực mới luôn nhá. Đó, rất ok. 2.300.000 đồng. Vâng, tiếng máy còn rất chắc các bác nhá. Vâng, S9 giá 2.300.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL26 các bác nhá. Tiếp tới là S10 và S11. Hai con 4 thì các bác nhá, chạy xăng riêng nhất riêng. Con S10 là con đến từ thương hiệu Makita 4 thì. 25cc nhá. Makita. Tum liền. Tay ga giữ. Vâng, tất cả đều green nguyên hết cho các bác. Và thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.850.000 đồng nhá. 1.850.000 đồng. Thằng này nó làm chế bơm ở đây ạ. Thường thường bơm dưới, thằng này nó lại chế ngang như vậy nhá. Rất ok. Các bác thích sử dụng những con 4 thì dễ sử dụng, không phải pha xăng nhớt thì các bác sử dụng 4 thì. Cái nhược điểm của nó là phải cùng công suất 25cc, ít nhất các bác phải đeo nặng thêm 1kg nữa nhá. 4 thì bao giờ nó cũng nặng hơn. Và tiếng máy thì ưu điểm của nó, tiếng máy êm, dễ sử dụng, ăn ít xăng, ổn định nhá các bác. Rồi, đổ đi em. Nóng nghe nên bơm xăng đi. Vâng, lúc có nổ rồi nhẹ cái nó nổ thôi các bác nhá. Nổ nhẹ cái nó nổ thôi. Đó, tiếng nổ rất êm nhá. Con nghe này. Rất còn êm luôn. Vâng, con số S10 đến từ thương hiệu Makita, một con 4 thì giá 1.850.000 đồng nhá. Giá này đã bao ship và phụ kiện kèm theo ạ. Và con bác thích những các bác thích cùng cùng công suất như vậy và thích xịn sò hơn thì các bác chọn con Honda nhá. Vâng, con Honda này cực mới luôn ạ. Máy in Honda này thì có hai đời, một đời là Made in Thái Lan sản xuất xuất Nhật và một đời là Made in Japan. Con này là Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Vâng, cực mới luôn các bác nhá. Xịn sò hơn là có cái tay ga, hộp xịn sò. Tăng chỉnh ở đây trên này cực nhá. Vâng, cần tem mác Honda. Double rim. Tum rời. Đó, mà chắc chắn là con thương hiệu này nó sẽ đắt hơn những con Makita rồi. Nó giá của nó 2.750.000 đồng cơ ạ. Thường thường em bán giá 2.650.000, 2.750.000, nhưng mà nó sẽ không có cái nhiều cái xịn sò bằng con này. Con này thì tay ga hộp rồi. Đó, mà nó còn mới, Made in Japan sản xuất. Và để phân biệt những cái dòng này, mặt hàng này ấy, thì lốc máy đều dập chữ Honda dập nổi các bác nhá. Đó, các bác lưu ý Honda dập nổi, số series đồng hoa. Đó, 2.750.000 đồng cơ mà. Rất ok nhá. Các bác thích những thương hiệu này thì cực kỳ ổn định rồi. Những dòng Honda thì chắc cũng các bác đã biết, không cần phải nói nhiều, các bác đã biết rồi. Honda bao giờ nó cũng gần như là những mặt hàng gần như là đỉnh. Nếu mà để dòng 4 thì Honda là đỉnh nhất nhá. Rồi, nổ đi em.
Rồi, tiếng nổ rất ok nhá. Tắt đi ạ. Vâng, rất ok nhá. Tum rời luôn. Đó, 2.750.000 đồng nhá. Đã giá này đã bao ship và phụ kiện kèm theo ạ. Vâng, em vừa báo giá cho bà con lô máy 11 con. Và lô máy này em nhắc lại đã bao ship toàn quốc, phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, bát phát cước, dây đeo tiếp mở buji và mở đầu dao, lục giác vặn cái tay. Bác nào chưa chốt được con nào ở những cái lô này, chưa thích con nào thì các bác có thể đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo nhá. Hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0973 164 668 để đặt hàng, đặt những con mình yêu thích nhá. Vâng, em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào toàn thể bà con.